Suy niệm Chủ nhật thứ nhất mùa chay năm B Bài của Linh Một Xếp tại Duy Tuyền Ma quỷ cám dỗ Ma quỷ là có thật Nên sẽ không bao giờ có ngày hỏa ngục trống rộng Ma quỷ chính là những thiên thần kiêu ngạo muốn hơn thiên chúa Nên đã tự mình đi xuống hỏa ngục Tách rời với thiên đàng là nơi thiên chúa ngự trị mục đích của ma quỷ là chống lại thiên chúa và phá hoại công trình của ngài, nên nó luôn dụ dỗ, lôi kéo con người quay lưng lại với thiên chúa. nó luôn hứa hẹn cho người theo nó những vinh hoa phú quý trần thế. linh mục amot, một chuyên gia trừ quỷ trả lời phỏng vấn với báo eulog magazine, ngài kể: có một lần tôi hỏi con quỷ vì sao thông minh cao như nó là thích xuống địa ngục? Nó trả lời, tôi nổi loạn chống Chúa, vì thế tôi phải chứng tỏ tôi mạnh hơn Chúa. Đối với chúng, nổi loạn là dấu hiệu của chiến thắng và của thế thượng tôn. Đặc điểm của Satan là kiêu ngạo, nên Satan luôn cấm dỗ con người bằng sự thỏa mãn tính kiêu ngạo của như nó. Nó kích thích lòng tham nơi con người, tham quyền lực, tham danh vọng, tham vật chất và hưởng thụ để rồi sống theo ý mình mà ngược lại với đường lối huấn lệnh Chúa. Bài phúc âm hôm nay, Thánh Mắc Cô nói về việc Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ. Ma quỷ cũng cám dỗ Chúa Giêsu quay lưng lại với Chúa Cha. Từ khước sống văn phục Thánh Ý Chúa để được thỏa mãn cái bụng của mình, nó hướng mở một tương lai đầy hứa hẹn không chỉ có của ăn dư đầy, từ những hòn đất hồng đá cũng biến thành của ăn, từ sỏi đá cũng thành cơm, mà vượt xa hơn nữa là nắm gọn trong tay thiên hạ, kẻ hầu người hạ và thừa hưởng mọi vinh hoa lợi lộc thần gian. Năm xưa trong vườn địa đàn nó đã thắng ông bà nguyên tổ khi nó đưa ra những lời dụ dỗ đầy ngọt ngào, đầy hấp dẫn nhưng hôm nay, màn trình diễn này đã hoàn toàn thất bại bởi người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu. Ngài hững hờ đã khước từ những lời mời mọc của ma quỷ và Ngài còn cho ma quỷ nhận ra rằng không có gì cao quý hơn là được sống trong tình nghĩa với Thiên Chúa, sống trong sự quy phục Thiên Chúa. Vì người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Những cám dỗ của ma quỷ tuy đã thất bại với Chúa Giêsu, nhưng nó vẫn dùng những chiêu thức đó để tấn công con người hôm nay. Trước tiên, nó gieo vào lòng ta mối nghi ngờ Thiên Chúa, về lòng thương xót và quan phòng của Thiên Chúa. Nó mở ra cho chúng ta một sự so sánh, tính toán thiệt hơn, và cuối cùng là đưa ra một con mồi để quyến rũ chúng ta là danh vọng, tiền tài, địa vị, thú vui, Kết quả là nhiều người vì ham tiền, ham lợi lộc, thích hưởng thụ đã trở thành nô lệ cho ma quỷ. Không chỉ mình làm điều ác mà còn lôi kéo, dẫn dụ nhiều người khác đi vào con đường tội lỗi. Ma quỷ đã thành công khi sai khiến chúng ta làm sự dữ là những điều trái với luân thường đạo lý như gian dâm, trộm cắp, đánh nhau, hận thù, ghen ghét, tự cao, tự đại. Đó là những mối tội đầu đã gây nên biết bao đau khổ cho chính mình và những người chung quanh. Ở khử đầu mùa chay, khi cho chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ, giáo hội mời gọi chúng ta ý thức về thân phận yếu đuối của mình và sức mạnh cám dỗ của ma quỷ luôn rình rập để lâu kế chúng ta xa rời Thiên Chúa, đi trong tối tâm của đam mê lầm lạc. Vì thế, chúng ta luôn phải sám hối và tin vào tình yêu của Chúa. Sám hối để nhận ra sự khiếm khuyết của mình, mà cầu xin ơn Chúa bổ tốt những thiếu sót của chúng ta. Sám hối để canh tăng đời sống sao cho phù hợp với tin mừng của Chúa. Sám hối để chúng ta nhận ra sự giới hạn của kiếp người, mà trông cậy vào ơn Chúa giúp để hoàn thiện mình nên thánh thiện tinh tuyền như cha trên trời là đấng hoàn thiện. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con giống hình ảnh Chúa, xin cho con biết gìn giữ phẩm giá con người của mình bằng việc tránh xa những thói hư tật xấu, luôn nói không với tội lỗi và luôn giữ lòng trong sạch để xứng đáng nhìn xem Thiên Chúa. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Duy Truyền